khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Minh Châu rất là vui vì nhận được một lá thư rất là thú vị của một khán giả nam tên là Lê Quân ở đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Đà Nẵng đó anh Huy. Mà anh Quân á, rất thích ăn một cái món này nhưng mà chưa bao giờ nấu ngon hết, nên gửi thư về nhờ anh Huy chỉ đó. Khán giả nam, vậy là anh Huy có đồng minh để vô bếp chung rồi. Đâu anh Quân viết thư thích những gì nè, anh Huy có thể nấu cho anh Quân cũng như khán giả đây trong chương trình hôm nay được không? Dạ, em đọc cho anh nghe nha. Nhà tôi ở quê, ngày tôi lấy vợ, trong đêm tân hôn tôi giận tím gan tím ruột. Giận mà giận ai cũng được chứ. Con gà. Làm anh hết hồn. Anh biết sao không? Vì nó đã phá ngang giấc mộng vàng. Tức quá, thế là sáng ra tôi làm thịt con gà nấu lẩu luôn. Ừ, ấy thế mà từ đó đến nay tôi lại ghiền thịt gà mới lạ chứ. Vợ tôi cũng rất thích món lẩu gà. Trước giờ chỉ có vợ tôi nấu cho tôi ăn. Sắp tới kỷ niệm đám cưới bạc của hai vợ chồng, cho nên tôi muốn nấu cho vợ thưởng thức. Vì thế mong chương trình hãy hướng dẫn tôi thực hiện món lẩu gà. Anh Quân viết thư thật là dễ thương không? Chắc là anh Quân cũng rất là vui tính. Với tấm chân tình của anh Quân thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh cũng như khán giả của chương trình một món ăn mang hương vị miền Trung. Món này có tên gọi là lẩu gà lá giang. Kính thưa quý vị, để chế biến món lẩu gà lá giang, chúng ta cần có một con gà khoảng 1,2 kg, 250g lá giang làm sạch, 2 khúc sả, rau ôm và gai, hành tây nửa củ, rau muống bào, bắp chuối bào khoảng 300g, tỏi xay, ớt cắt lát, dầu tỏi phi, sả và ớt băm, một số gia vị thông dụng, hạt nêm Maggi và bột ngọt Ajinomoto. Để thịt gà được thơm ngon thì trước hết mình Châu phải sát muối hết con gà này. Sau đó là rửa sạch và để ráo nước. Đây, anh Huy đã làm xong bước này rồi. Dạ, như vậy là gà vừa được thơm nè mà lại sạch đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta sẽ chặt gà ra từng miếng vừa ăn. Thông thường chúng ta chặt khoảng 4 phần là được rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ ướp gà trước trong khoảng 20 phút. Một muỗng canh muối nè, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, cuối cùng là một muỗng cà phê Ajinomoto. Anh Huy để em trộn cho. Đảo đều lên cho anh, còn anh Huy sẽ đập hai tép sả. Dạ. Và sau đó chúng ta sẽ cho sả vào đây luôn. Trong lúc đợi cho gà thấm gia vị thì chúng ta sẽ sơ chế những phần tiếp theo. Rau ôm, ngò gai, cắt nhỏ. Cắt hành tây ra, muối cao, nhỏ nhỏ. Sau khi sả chúng ta đập dập thì các bạn nhớ là cắt khúc nhỏ ra để một chút xíu chúng ta ướp vô gà rồi chúng ta dễ xào hơn nhé. Đầu tiên là anh cho dầu vô. Đây anh Huy sẽ cho tỏi vô trước ha. Em đảo đều lên cho anh. Sau đó chúng ta tiếp tục cho sả và ớt băm vô. Bắt đầu lên mùi thơm rồi đó. Dạ em thấy rồi, thơm quá. Rồi khi mà sả chuyển qua màu vàng nè, anh Huy sẽ cho hết toàn bộ cái gà này vô. Sốc nhẹ lên để gà thấm gia vị và săn thịt lại. Chúng ta xào săn thịt gà khoảng 2 đến 3 phút là được rồi. Sau đó chúng ta sẽ cho gà ra một cái dĩa để riêng và bắt một nồi nước dùng lên để chúng ta nấu lẩu gà. Thơm quá nhỉ. Bây giờ là được rồi, anh Huy sẽ cho gà ra bên đây. Bây giờ anh sẽ nói sơ cho em cái quy trình mình nấu ha. Với cái số lượng gà là 1,2 kg thì em nấu khoảng 2 lít nước là được rồi. Khi nước sôi lên thì Minh Châu sẽ sử dụng cái lá giang chúng ta rửa sạch nè. Em vò cho lá giang nát ra, sau đó cho lá giang vô nấu. Lý do là chúng ta vò nát ra để cho lá giang ra cái mùi thơm nè, và có vị chua tự nhiên, và chắc chắn là không có bị chát đâu mà em sợ. Dạ em nhớ rồi, khi cho lá giang vào nồi quý vị khán giả nhớ vò trước nha. Như vậy thì vừa có được chất chua tự nhiên trong lá giang nè, mà nước lẩu lại còn không bị chát nữa. Kính thưa quý vị, khi nước sôi chúng ta sẽ cho gà vô nấu. Đây, cho vô mà nhớ là nhẹ tay thôi nha, để dăng nước đó. Khi mà gà vừa chín tới thì chúng ta sẽ dò lá giang và cho vô. Hai anh em mình cùng nhau dò lá giang bỏ vô nha. Vừa nát lá giang vậy là được rồi. Đây, anh Huy nêm vô một muỗng canh muối, hai muỗng canh đường, một muỗng canh Ajinomoto và ba muỗng nước mắm. Anh Huy tiếp tục cho vô ớt cắt lát nè, một ít vô. Chúng ta sẽ cho thêm hành cắt muối nè, rau ôm ngò gai nè. Rồi em đảo đều lại. Còn một công đoạn nữa nha, đó là dầu tỏi cho món lẩu này được thơm ngon. Đây có bún nè, nước mắm anh cũng đã chuẩn bị sẵn. Đây
giang nè. Ừ, và Minh Châu nhớ là khi dùng thì chúng ta gấp bỏ những cái khúc xả hồi nãy anh Huy bỏ vô xào chung đó. Mình bỏ mấy khúc xả đó ra ha. Rồi, anh cho vô cái chén để mời em thử nha. Đây, phần này là của em. Cảm ơn anh Huy. Nước lẩu có vị chua nhẹ dịu của lá giang nè, rất là tự nhiên. Rồi có mùi xả và mùi tỏi rất là thơm nữa chứ. Bên cạnh đó còn có vị umami, một cái vị rất là phổ biến trong các loại rau củ và hải sản mà do anh Huy nêm vào con Ajinomoto đó, làm cho em cảm thấy rất là thèm ăn. Với món lẩu gà lá giang này rất là ngon và đơn giản nữa. Hy vọng là anh Quân sẽ nấu một bữa lẩu gà lá giang thật là ngon để đãi cho bà xã nhân ngày đám cưới bạc. Và quý vị khán giả cũng vậy, chúc quý vị khán giả thật là thành công với lẩu gà lá giang và có một bữa ăn thật là ngon bên gia đình quý vị nhé. Nếu như quý vị khán giả có những yêu cầu muốn đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thực hiện thì quý vị khán giả đừng ngần ngại gọi điện cho chúng tôi theo số 061-882-6188, đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Chắc chắn là tất cả đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của quý vị. Còn bây giờ thì anh Thanh Huy và Minh Châu xin mến chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.